Đức rơi, rơi, không rơi. Tôi bảo nó rơi. Lượng nó lột nó bò lên cái xác của nó. Ừ, con này lộn ngược này, tí nó xẻ cánh ra thôi mà nó còn xe vô lô. 7 giờ 24 đến 9 giờ 15 người ra xem. Tí rơi bây giờ ông xoay khô, khô nhưng mà như là như kiểu là cái cánh này thì bây giờ nó ấy nó to ra kiểu gì? Tí rơi bây giờ. Ôi, nó xòe ra. Ta nhìn cái cánh nó bé. Tôi thấy là sắp rơi rồi đấy. Rơi, kiểu sắp rơi rồi đấy. Nhìn nó bé từ teo này. Thổi cho rơi cũng. Con này là con bé cái. Bố phải ghi âm lại, bố phải quay clip lại chứ. Một clip lại cho chúng ta. Mắt. Mãi đông dùng nhỉ? Bệnh nó còn nó nào không? Hút nhựa. Hút nhựa cái gì? Hút nhựa em biết cái gì? Sắp chết. Để tôi trước tôi bắt tôi để trong phòng suốt. Hút nhựa nhưng mà như này nó không hút được. Hút một ít hút được. Tôi tâm kệ nó. Tôi không sợ, tôi chỉ đỡ sợ nó rơi. Yên tâm, chết nó. Con này đéo dụng được đâu, con này nó bụng nó đéo bụng nó lở ra mà đéo hóp bạn ạ. Lật nó lật ngược lên này đúng không? Không, chưa biết nó có căng người không, nhưng mà nó bụng nó đang lở ra chứ nó đéo hóp lại. Hóp lại thì nó mới tụt. Bảo rơi á, không rơi đâu bạn ơi. Cứ đợi đấy. Rơi họ xong đẻ xong mới chết. Chết đầu giá. Chơi nhau xong mà chết. Chơi nhau xong mà chết. Chết chứ không phải. Chứ nó không bò xuống nữa. Dạ. Ừ. Tôi tưởng nó bò xuống. Không phải là nó chơi chết. Nó đây là cái lần cuối cùng nó được bay mấy chục năm sau mấy chục năm hay là bao nhiêu năm. Không mà là nó chết. Nhưng mà vẫn được đụ đúng không? Vẫn được đụ. Trong nhiều con đen phải chịu. Tiền. Phải đụ. Thì nó lại sống lâu. Nó lại được quay tay. Mất cái kia. Tôi nghĩ là được đụ. Nhất có thể không đến lúc chết đấy khỏe ngớp ui xòe cánh này bạn ơi xòe cánh rồi xòe cánh rồi xòe hết cánh rồi. Nhưng mà bay gì con này cánh này làm sao đó. Ừ, con này bay, nếu mà nó không lật ngược lên thì nó không ấy được, không bay được ngay. Đấy, 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 đi con này. Đấy, con ve đây, con ve này. Con ve mũi đỏ. Con này con ve cái à? Đâu con nào? Vừa bò chứ.
Ủa để cắn nhau ra, ui thế là chết thật rồi nhá. Chết rồi. Đây dơ vòi ra rồi là chết rồi, chết rồi. Cho xin que đấy, còn tươi. Không, cứ cho nó còn tươi. Ông ăn tôi nướng nhưng mà mày ăn được không? Mày đọc rút chất đây chứ có ăn cứt tiếng gì đâu. Hút cây ấy. Đây, bắt được con ve to chưa? Con ve này to, con ve biết sử dụng smartphone. Con ve to nhất xóm. Ve này tiết kiệm điện, không bật quạt nhá. Ve tiết kiệm điện. Chuẩn bài nhất là tắt điện, bật quạt là chuẩn bài nhất. Còn đây là... Thôi. Đéo là cường đồng hồ ít là thế mới đéo được. Mẹ trước chả chấm vèo vào mẹ ra vặt cánh. Gì chắc ve dép lâu rồi. Lợi đéo con này cũng phá hoại. Con này có lợi. Lợi gì? À lợi đút vào mồm, đút mồm. Ông đút vào mồm lợi gì? Đút vào mồm là có lợi rồi. Thì mình bảo con run không phải là không phải con lợi đâu. Con run lợi mãi lồn, gà ăn được nhá. Câu cá được nhá. Sới đất. Con rắn nó lại được. Ừ. Rồi cái xe cánh này. Hư nhỉ. Rồi. Ui, nhanh ý, đừng bảo lâu. Con cái mà. Một tí xong. Ừ, con cái mình nhầm con được. Một tí là xong con rồi bảo cánh, lâu. Cánh một lúc nó khô được người. Điên là để mà khô mà bay được mất mấy tiếng. Một tí là xong mình bảo không, lâu. Đây là mới chui ra thôi. Ừ thế bảo vừa lấy cái lộn ngược lại một tí sẽ anh em đợi. Cầm hộ văn nướng á. Để mà khô cánh thì lâu á. Nướng. Thôi nó lộn tắt không nhỉ? Lộn ấy bao rồi à, lộn ấy rồi. Đi con về cái. Ừ con về cái. Nó sờ xem cánh nhỉ. Ui đừng sờ cánh luôn là nó có được cấu cánh nó đi thì nó không đau. Mà bây giờ sờ vào cánh là có khi là nó gãy cánh là nó ấy đấy. Thì không bay là thôi. Nó không bay được. Còn tật tái lạ nó. Ôi nhưng nhìn nó màu xanh xanh thích nhỉ. Con quá lắm hết luôn tôm ạ. Ừ. Có nghĩa là chân của cái này nó sẽ có một khúc. Xoay đèn này. Đây này, nó có một cái khúc để bám này này, hiểu chưa? Mình bẻ hết cái khúc ấy đi. Nhìn màu xanh thả nó bay. Để tận nghịch quá luôn. Tí nó to lên là nó thành màu đen đít nhá. Nhưng mà con này con được kỳ đéo hay. Đợi mình đang hóng con này lột cho em thành con gì thôi. Con này là con cá ấy. Đéo kêu rồi, không sợ, con này không kêu, không sợ. Tí cho em nó ở đây. Tí nó đái ra tay bác. Một chữ còn đít mẹ tầm này đã đái được mà điên. Ủa thế đi. Cái tầm này mà nó đã đái được thì mà điên. Cho em này vận động trước khi đẻ. Con này đi to thế, bảo sao. Chim to bạn. Đây là cái mà. À ừ. Thế thì nó lại cái khác. Trần giới. Rộng. Còn nó có bè bè bên dưới cơ là nó là được đúng không? Nó có bè bè, đấy là ve thừa còn nó có ve. Cái con mà nó kêu được là con được không thế thôi. Nhưng bây giờ đừng có ba con này đều là con cái nhá. Thế cất mất cân bằng giới tính của xóm không? Nếu vui thì nếu xóm được này thì đồ gì mà đấy. Nhưng mà sao lại màu xanh nhỉ? Nhìn thích nhỉ? Con này đang lột nhá. Giờ dùng đèn xoay để một lúc là người nó khô ngay ấy mà. Con này lột nhanh. Có lông. Ôi đây. Lông đít này, lông đít này. Đây là như kiểu là cái gọi là phấn ấy, như kiểu phấn ấy, như kiểu phấn. Lông đít, có lông đít, con này có lông đít nữa. Đấy tôi nghĩ là. Ui nhìn phấn nhìn bóng thế nhỉ? Con mặt lồn này cào cái gì? Tí thì mẹ nó châm vào nó hút cho thì rõ mồm. Điền nó yếu này nó chưa châm được. Biết đâu được. Tâm chuyển. À. Buồn à? Xoay, anh em lên.
Đang ấy lột à? Con này nó lột đang trong tình trạng là đéo ở trên cây. Có vẻ nhà nó phải quay ngược lại đầu, không có đi phò này. Nhanh nhỉ, tính ra bọn này lột nhanh mà. Tụi nào mới có một lần. Anh thống những cái mùa này là anh thống với cả thằn nan nhất là thằn nan mùa này mới thấy những cái giống này là cũng phải thống rồi. Con không một lần thì không ngon. Mà đi làm cái giống mềm mềm này là làm mà chết đâu. Tôi nghĩ là được cơ. Không biết là ấy xong có được kêu không? Kêu. Ok y tá. Mát tay. Cái cánh nó vươn hết dài chưa? Dài khô cánh mà dài. Tí nó khô là nó mới cho nó đi đẻ. Con này ra cây không gì đẻ. Cho ra cây. Đây ra cây này ngon hơn. Thôi kêu. Con này kêu gì đâu? À con này. Chào em ơi. Nhanh. Không thả mình tay mình. Đúng rồi. Cánh mềm quá, đéo bay được, rơi là rơi tự do luôn. Cứ đặt luôn lên mẹ lên cái cánh cây. Ôi đi cơ, mẹ cứ bỏ tay mình nhỉ, thích lồn là què. Duy đặt ok tay. Đâu quay đi, quan đâu quay đi. Vè. Xôi nhà nó bay xuống đấy, nhà đấy. Đấy, nên là một giờ mình hay bắt vè kiểu như này. Trên người tôi nhanh nhổ cho con này ra cái. Không, cái con vừa bay ở đây thôi. Đây. Được chưa? Có thấy biển nó bay không biết cái ở đây rồi. Nắm lên tâm chụp đây cứ quay con vèo lột xong rồi. Quá trình địa lột xác thành công. Con kia to hơn, cả con kia to hơn. Cứ soi đèn nào ấy, đèn thảo phục hút cho nó bay lên đấy. Thì mẹ tự nhiên nó đậu mình tưởng con đầu quầy ghê đấy rồi. Thấy ánh sáng này thấy ánh sáng quẩn sao. Nó bay đấy, soi cho anh tí nó bay rồi. Cũng bay thiệt luôn. sợ rơi là một phần là nguy hiểm. Nhảy tái ra máu rồi đấy, nguy hiểm. Con này nó bé hơn là bởi vì nó chưa lột nhìn mọi người nó biết. Con này chắc phải hút thêm một thời gian nữa nhỉ. Không hút, nó cứ tự nó ra mà nó chất đéo luôn nó. Gặp mấy ba món nấu món giúp
này ra phát mà tháo. Rút ngay ô hồ trước mà tôi toàn rút thôi. Cái tầm gần xong đã rút này lâu quá. Cần rút cụ. Mày nó chết rồi. Đứa đẻ. Nhiều con đứt đít. Chết. Nó dính nhỏ vẫn còn keo rồi. Rất ra là yên tâm là không bao giờ bay được là chết chắc. Không bay được thì kể cả một con sốc nhưng mà thành dưỡng giả. Mắt to vãi luôn. To hơn người. Những kiểu mắt to hơn người. Mình chỉ ngồi thấy nước nước kiểu đồ quầy gì. Không biết có sống không? Không biết. Chẳng ngon là một rồi. Cái đáy trong phòng tôi nó hồi sinh tất cả. Không bình. Con này nếu mà không vướng cánh là nó nột nhanh lắm nhỉ? Vướng cánh. Cái cánh này cái vướng nhất ấy. Không phải nó cũng phải cứng người, nó cứng, nó khô xong rồi để nó nằm khó chịu nhỉ? Thì để quả nằm nó khó chịu nhỉ? Nằm nó vô vẩn, nó tí nó đèo vào cánh là hơi mệt đấy. Cánh là bôi. Ê, đừng đừng đừng. Đây, sợ linh tinh nhỉ? Ối à. Mà con này mình vớ vẩn nhỉ, không bán được bằng cái cây mà đã lột rồi con bí. Con kia đâu? Con cứng đá đây, của ông cấp. Sao sao? Tối ngủ. Đó tối vừa chơi game vừa đấy, tao gần cho nó hai. Đấy đừng 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 co đít nữa. Lại cái giống cái rồi. Lại giống cái rồi. Nhanh rồi. Cút đít. Ừ, nhưng mà chút ít anh nhé. Kéo lên, đấy. Con này mặc quần áo trong buổi nhanh. Con nó con, con sâu ấy. Đây là con sâu, con con. Con này lột chắc khoảng mất một mấy phút. Lâu chứ. Không, lâu lâu là lúc nó chui ra thôi, còn lâu để mà nó khô mà ấy. Nó khô nha. Nhìn nó ngắn này chắc là không cá rồi. Toàn mình nắm cái bóp ít phát rồi. Bắt ra được làm gì? Bắt phải bắt ra số. Bắt ra số bây giờ auto số 7, số 6. Mày nghĩ thôi. Nếu biết giống bé này kêu như thế nào? Nó đen đen, bé tí. Bé, nhưng mà kêu đánh lắm. Kêu nó kêu như là dạng của bé sâu ấy nhỉ? Không, kéo thế. Bé tí luôn. Nó bé tí luôn nhưng mà nó kêu như to như con đấy. To như con bé sâu. Đánh phết đấy. Nó bắt được con bé hoa, bị cao, nhiều loại. Cả bé số cơ. Đấy, qua qua gần gần hết rồi. Qua gần hết rồi. Ô tự nhiên nó có hoa, hai cái hoa hai bên nhìn thích nhỉ? Hoa đâu? Đấy, ve này. Cánh lúc nó đang săn lại, chưa nói. Không. Cái ve cơ. Mình cánh của nó bên dưới kia rồi. Còn cái bên trên ấy. Ve nhiều cái hoa tai ấy, nhiều cái tai ấy. À hai cái vảy kia ấy. Ừ, hai cái vảy tôm ấy. Nhanh nhỉ, nột sắp xong rồi đấy. Cho nó bò sang xem đồng đội nó như nào. To nhỉ, bây giờ lột nhỉ. Vừa hai con là ngang nhau. Em chờ bò. Lột giờ to vậy. Đợi nút thằng kia lột. To, công nhận to, rỗng con này được rỗng. Rỗng thịt cực đấy. Nhìn nó ấy này muốn kéo đít ra đấy. Sắp ra rồi mà. Sáu thế binh pháp tôn tử có học không? Ve sầu lột xác đấy. Ve sầu lột xác mà chính xác mà ve sầu lột xác.
cái nội tâm cái ré nó to. Nè, nhìn Cường bé bé thì thôi, to lắm đấy. Mình ra cái bảo tập gym 4 năm lột xác Cường ơi. Tí giống, giống mấy thằng trên mạng ấy. Tập gym 1 năm không là lột xác. Đi được. Đi được 5. Đéo biết. Bạn nhìn con ve này. Đẹp tí đúng không? Lột ra to đúng này. Con ve chụp ảnh Cường này. Tập gym 4 năm lột xác. Cường lớp 12. Cường đại học. Cường đại học. 43 đến 50. Bò đi rồi. Bay rồi. Đã bay ra được, bò đi. Ủa, con này khô nhanh nhỉ? Nhưng mà nhanh mà, tôi bảo con này to mà nhanh. Sắp nốt nốt đít rồi. À, ôi trời ơi, trời ơi. Đẹp, đẹp lắm. Thôi, bật ra ngoài rồi. Đấy, được con nghe được nhá. Được. Đỡ đẻ thành công hết rồi. Đang đỡ đẻ ăn rồi. Ôi mấy con kia đâu rồi? Bắt được con mèo nó sang rồi. Chết cụ rồi, vợ dẫm chết cụ. Bắt được con sốc rồi. Bắt được con mèo nó sang rồi. Để trên cây. Bắt cái con vừa nãy đây. Ừ, đang đổ nhanh rồi á. Ừ, đây, xong rồi đấy. Đấy, thế nào? Mất con mèo. Cái lúc đầu nó như con này. Con lồi đâu rồi, đã lồi xong rồi. Con này thấy nằm im là thấy vấn đề. Mất có mười mấy phút rồi. Con này sao nằm im này? Con nó xong rồi đấy. Cái con ve đất thì nhìn giống hệt trong cảnh lúc nào con được con nào cái nhà mới còn lọ ấy. Đấy, mất có mười mấy phút từ cái này sang bên kia. Mà mẹ dòm. Đâu. Đít nó thế. Nhưng mà quả mình đỡ đẻ hơi tốt đấy. Quả rơi thì mẹ mình chí mạng mấy lồn. Sang cái xác mà. Đấy, từ cái xác bé bé thì lỏ con ve to mấy lồn. Xác mới ấy ra nhút nhỉ. Ờ, lúc nó khô lại rồi nó cứng. Rơi trên cao đéo chết đi. Số mạng lớn. Đẹp lắm. Chết không chết rồi bây giờ chỉ sợ cánh thì nó đã lở hết đâu mà sợ. Sao? Với cả vừa lấy cũng rơi, con kia cũng rơi, làm sao đâu. Con này tí nó bơm máu về cái cánh này nó lở đầy ra, cho nó khô. Không biết nó còn di chuyển dâu riết hay không, không biết. Cái hẹo cũ rồi. Đâu à? Vừa nhìn cái tai ở ấy. Đấy, vẫn còn đây. Sợ. Con dây. Bắt đầu đi rồi. Tí gì? Con này không được rồi. Tí gì đó đẻ con kia. Nhìn quay về là biết con được rồi. Dạ. Quay về hai cái vẻ con đấy, tôi bảo đập mãi bảo chỉnh tay tôi đẻ ra. Thôi, con chỉ con được con ve nào cũng có cái vẻ đấy. Con được. Tầm này mà có con ve sầu nữa thì gì bố đời luôn nhỉ. Ve sầu. Tối rồi xem nó lột lên mẹ. Ve sầu nghe chí. Xem cái sầu bé tẹo tẹo còn nó đen út mà đi kêu chí nào. Mà đen chúi chụi như anh châu Phi ấy. Nâu nâu ấy, kiểu nâu nâu thâm thâm đen đen. Cuộc sống nó khỏe lắm thì là đập trên mình bắt. Nhẹ biết tẹo kiểu vinh ca. À, của mấy ông con ve sầu là cũng ăn nhỏ nhỏ nhưng mà phải ít số. Đéo biết nó phải số không mày à, mình cứ nhìn gì. cấp một đọc số chưa rõ. Con này được nổ xác con người. Mấy mấy phút rồi đấy. Con nghe số toàn đi số 7. Số 7 số 6 hai con đấy. 6 á? Ừ có số 6. Nên là con ve sầu nữa còn gì nữa. Chứ tôi nhắc đấy là con ve sầu chứ mình ve sầu nó khác. Ve đen đen, đen đen. Đùng, to như à, đấy là như của ve trâu đấy thì trâu chưa có bay đây sầu này. Cái con mà đây mình thấy con kêu kinh nhất ấy. Đây mà là ve sầu ông giở đây. Ve sầu là cái con bé tẹo ấy. Người ta gọi là ve sầu. Con ve hoa này. Cái con ve đấy mà nghe nó khác hẳn với những con ve bình thường. Đít này dở sao? Còn cái con đợt trước con ve đen xì mà vòi nó màu đỏ. Mà. Ve đen xì mà vòi nó màu đỏ ấy. Là nó là cái chỗ mình người ta gọi là con đến nhiều ve chúa ấy. Ừ đấy nó đây còn gì nữa. Nó là con ve sầu. Không con đúng con ve trâu. Con này là con ve sầu, con này còn là con ve. Con ve trâu nó là ve sầu. Con này con thấy nằm im bất động có gì nó xây sai bình thường cánh nó. Ve trâu. Nghe.
Nó ra thành cành con trâu. Bè trâu. Bè trâu bọn Google nó hiểu nghĩa là bè trâu. Mày nó không phải con chó đấy nhỉ nhá. Ờ đúng rồi. Nó không phải con chó thì buồn cười. Thế thì không có rồi. Có đâu mà nó còn biết sâu rồi này. Đúng rồi còn gì nữa, nói đúng rồi còn cứ kêu. Nó là con bé chúa, con bé chúa. Qua quả mẹ. Đúng là cái sầu mới ở Việt Nam. Thôi, cái sầu mới thôi. Từ bé là mình bước chung với loại ngày rồi. Bé trâu, bé trâu. Ghê chúa toàn là bản nhìn đen không à. Ờ, mai trên trời chật 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 đen xì xì nhỉ. Mà kêu vàng lắm. Mấy con này toàn đậu mặt cây kêu nó con bé chú là chú luôn à, đi có đâu có nó gọi là bé sầu rồi, bé số, bé hoa, còn bé này bé thường các loại bé khác đâu thì cha cha cái gì mà ông cha quả, nhưng mà quả bố đời bé lồn bé trâu chắc là cái nhìn mẹ mai sau để kéo anh em tốt bé lồn đấy mày đố mày cha được ra bé trâu đây là cường cái đấy thì được quả lay về lừa lừa chết nhanh chết nhanh này thằng nào ấy bé trâu đây đây chỉ ra con bé sầu, bé sầu nó là đúng bé rồi bé sầu lên gì nữa đúng rồi chưa cứ bảo bé sầu lên rồi mua 25.000 mà bé mà tài tài nó cứu được hết cho rồi tính là hy sinh tài chó hay hay tên gọi thông dụng gọi là mòng chó đấy cái gì con đấy đốt thì lỗ sướng mà biết chó đấy cần mình không nhìn con đấy cắn bao giờ nhưng mà con này vô lâu hay mình con chó bình thường nhiều con chó thì mình bắt thấy mình cần giết giữ cầm cái quạt ra đây anh em quạt nó khô này để bắt kiểu ấy là chết chết đéo vẫn đang mà mượt máu ở cánh như thôi đang có cánh rồi. Tí nó bò được là sống, đúng, nó cứ bò được là sống. Bò được mình thả ăn cây hút cây là sống. Loại ve chúa, bò chúa từ đâu ra mà các chị an toàn được? Biết tại sao được 25.000? Nó tính cả ve chó. Ve chó đấy cái gì? Đây là cái. Số ăn sai chứ tụi cặp đại học này 2.500 bây giờ đến từ 1 đến 2.000 là chết con mẹ rồi chứ đừng có đợi con này chắc phải đêm mai mới lột được à đít mẹ mày ra cái loại bọ chó úi à nó ra một cái bả úi à nhìn cứ như kiểu trâu có lông nữa thì nó đầy cái trâu rồi đấy. Con này chắc là mai phải hút nhựa cây mai mới gọn mới lột được. Con đi đêm, con bỏ chó, cứ bằng người ngày xưa vẫn dẹp bỏ chó là đi tắm nhảy các kiểu, một thở được người ông luôn. Cái tầm mùa đông ông quần áo đấy. Phải xin người ta chuẩn nét thế thì mẹ mình quay cứ mở gì thì mày chụp xóa phông hay sao đấy thì dùng qua Facebook mở ngay Facebook mở ông up lên cái trang cái của ảnh của ông ấy ông xong ông có bình dáng này ông đăng lên đây này có bắn bluetooth cho nhanh đi bắn bluetooth wow. Không phải giá nè con nợ này vẫn con nợ của nó sợ nó có thể vô đẹp thấy sáng đẹp bay là với chúa lập ra thấy cái đấy ông vào cái ảnh ấy xong ông up lên là được đấy cái ảnh ấy đấy đây rồi xe link ra gửi qua Facebook là được không còn mất đâu nhỉ bây giờ xe link da 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 da.
nhập tên người gửi ạ. Đấy. Tìm kiếm. Anh gửi nhiều không? Anh giống nhiều lên. Cô nhìn, cô nhìn có mỗi cái link rồi mà. Chứ có kia là nó khô. Đấy, nó cứng rồi anh em. Chân. To nhỉ, giờ nhìn đít to nhỉ. Thì mẹ lở đi to ấy. Đéo đái đâu có cất nước mà đái. Rồi mình lột hết bao lượng rồi. Cánh game bị cọ nó không đều. Giờ đây không. Giờ ít rồi chứ còn cánh cam mới tiếc. Chứ cái nào nó sẽ xong. Xong rồi cánh cam nó rồi còn cả hung nữa. Cánh cam mới này phải không? Nó đập vào tường nó chả đau buổi. Thì nhất đêm với cái đèn ngủ nó tỏ vết cho nó giống nhiều. Bạn làm sao biết được rằng là gõ từ Ve Châu trên Google và Google đó hiểu không? Không, nó ra cái con quả... Chắc chắn đấy là cái loài ve khác nhưng mình không biết tên thôi, mình cứ nói như tên thế. Khoa học à? Tên khoa học à? Tên gì? Đơn... Tên là tên khoa học đấy. Đơn giản là Cường gõ ra và hiện ra bức ảnh con trâu với em ve. Hai con bằng nhau đúng không? Bữa là hai con bằng nhau. Tắt nó to mà lỏ. Đi to nha, con này thì lưu lên lại. Hít. Con cứ thấy bảo con thấy bảo lúc mới đẻ ra thì biết nhỉ. Thôi xong. Thôi là cái không cầm lên nữa đâu. Nè. Gãy mẹ cánh rồi. Chuyên. Thằng nhỏ thôi. Xếp lên quần bỏ cái gì đấy. Thôi đừng bê xong nó đang rụng nó bò nó rụng cái mẹ nó bò rồi. Con này nó khỏi bay rồi. Con vừa lấy. Tôi nuôi nó được, phải chưa? Cho ra hút cây bố mày đưa cho mày. Tôi nuôi nó được. Mày chết rồi. Cái bữa đây rồi. Con gì đâu. Cái gì em? Con gì em? Bỏ hung đi. Sáng cái gì bay ra. Nó sẽ ấp vào thằng nào. Hình như vào Hồng Cường. Đây vòng cường. À, đấy được chưa? Đây bây giờ đã được chưa? Bố mày cho mày chịch chưa? Giờ được chưa? Con về cái nhìn nó nùn nhỉ? Nhìn nó ngắn vãi lồn. Ngắn. Dịch vào xem nào. Ngắn, đặt xuống dưới biết ngay mà. Ngắn vãi lồn. Biết đâu hai, là một loại, cũng là một loại. À, nhìn giống cái thì nó bẩn ngay, nhìn nó bẩn mắt vẫn biết ngay. Đít trắng này, đít cơ phần này. Trắng thì không biết. Không biết con này già nữa. Già đít rồi nhưng mà đít trắng phớ rồi thì chắc là chưa được phá trinh. Đít trắng phớ chưa được phá.
con này là phải đợi một thời gian đấy. Đây, em nó vẫn đợi hai con này bên dưới này. Cùng nhau lên. Cùng nhau lên. Thế về sau mình bảo là thế thế bảo là nó đi. Cái con nhỏ nhỏ vừa đâu rồi gì? Đấy bị đặt vào con này. Nó đẻ trứng nước, nó đẻ trứng, đèn trứng và lá. Cái mẹ cửa ông Phúc rồi. Giết cũng khó rồi, giết con gì giả. Con đi để. Con này đang tìm về cội nguồn nó này. Hả? Tìm về cội nguồn là cái em tất. Mệt rồi. Cái giống này nếu mày gặp xác là mệt rồi. Cái giống đấy là trên đầu này nó có óng ánh màu đỏ với màu ấy nhá. Này. Con này óng ánh này, đầu nó óng ánh này. Đít nó trắng phớ này. Con này mà có số này đẹp. Ôi đằng nào cánh không xòe được, cắt cánh luôn cho nó nhanh. Vớ vẩn nó vẫn đang lớn này. Cánh kia quá được kia chắc là béo bày. Nó đã bơm hết máu ở đâu? Không phải bơm mà bây giờ chỉ đợi khô thôi mà. Nó xòe lở hết cỡ đéo đâu, bên này nó lở hết cỡ đâu. Dấu thở được rồi. Giờ gặp mấy thằng cặp thành thế thì chịu rồi. Chồng đít nó tí gì thì lên nó mồm. Cường ngồi mà cường đéo để ý con ve này nhỉ? Ừ, đi làm thấy tiền. Ôi mà bụng con này nhẵn thế nhỉ? Con này con ai đít mẹ nó phải như này chứ. Con này con đực chứ? Sao lại cái? Được. Vừa rồi mình ngọa được. Ê đít mẹ nó mở đăng chưa? Đăng rồi. Đâu? Đâu đít mẹ này ngay. Anh em hợp tác comment nhỉ? Hay quá bạn ơi. Ok bạn nhé. Đừng nữa với nhau trong đời, tương dương. Cường giơ tay đi nào. Ôi dồi, chồng nhìn này, quằn quại. Ai lại đéo lên đấy rồi? Bạn của bạn bây giờ nó có đất lành chim đậu chứ có gì đâu. Quại quá. Cứu thế đéo được không? Con mặt lợn này mãi tỏi ra nhỉ? Giật 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 giật.